Đỗ Quốc Hiền kính chào quý vị. Hiện nay đang là vào lúc 21 giờ của ngày 11 tháng 5 năm 2017. Và chúng tôi đang trong clip này, chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc kệ TV mang mã số 110517. Và tôi đang quay theo yêu cầu của một khách hàng ở làng 4 Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội. Thì báo cáo quý vị là đây là chiếc kệ TV dài 2m17 và cao ở giữa là 62, bên cạnh là 70. Chiếc này thì chúng tôi có làm hai phiên bản làm gỗ vụ thì là thông thường, còn đây là chiếc bằng gỗ mun Angola thì làm được với tiêu chuẩn là chọn vân đẹp đặc biệt và cũng là các phần ván là dày đặc biệt. Báo cáo quý vị là ở trên ván trên mặt là dày hai phần đậu, tức là dày hơn cả cái mặt sập, thế còn ở bên hồi thì là dày gần 3 phân. Đây quý vị nhìn thấy đây, nó dày vô cùng luôn, có thể nói là bong đôi ra mà làm thì cũng vẫn thoải mái. Nhưng mà đây là cái theo cái gợi ý của trước đây của một khách hàng là chúng tôi làm nên thấy khách rất là ủng hộ, cho nên là chúng tôi đã chọn đến những cái ván gỗ đẹp nhất và làm cực dày luôn, có thể nói là tiêu chuẩn dày dặn gần như gấp đôi cái khác. Quý vị nhìn thấy đây, có thể nói càng cận cảnh thì càng mê. Và đây là vân gỗ mun Angola cho nên nó đẹp, đẹp thậm chí còn đẹp hơn cả gỗ vụ ta Quảng Bình. Đây tôi lướt máy sang, quý vị nhìn thấy đây, chúng tôi có mấy chiếc tủ chè vụ ta Quảng Bình chọn vân, vân cũng rất là đẹp nhưng mà còn chưa thể bì với hàng gỗ mun được. Bởi vì chiếc kệ TV mun này, quý vị nhìn thấy đấy, bất kể chỗ nào cũng vân đẹp, từ ván ở trên mặt đến phần ở giữa. Có một số khách chưa biết đến gỗ mun Angola này thì tưởng rằng đây là gỗ vụ ta Quảng Bình vì vân nó tương đối giống, tuy nhiên ở vụ ta Quảng Bình nó có một cái sắc thái riêng mà chỉ có riêng gỗ mun mới có những cái vân xanh như thế này thôi. Và bây giờ tôi đây là 6 chiếc ngăn kéo là làm rất dày, nhưng mà lúc này là chúng tôi vẫn còn đang chưa lắp cái tòng teng ở đây, cái vòng bán nguyệt bằng đồng ở chỗ này, ngày mai thì tôi sẽ lắp vào. Đây quý vị nhìn thấy là đã có ai làm cái ngăn kéo gì mà nó dày tới mức độ như thế này hay không. Tất cả các chi tiết đều vô cùng là trơn tru sạch sẽ, và đặc biệt là cái hiện nay là cái phần cái thành chính của ngăn kéo này là dày 3 phân rưỡi và vân thì đẹp vô bờ bến luôn. Thực ra thì sẽ có người hỏi thế việc gì phải làm dày như thế. Thực ra thì dày bằng nửa đã đủ dùng rồi, nhưng mà tâm lý khách dùng là sẵn sàng chi thêm một chút tiền để đạt được những cái sản phẩm phi phàm, những sản phẩm vô cùng là hiếm như thế này. Chính vì thế chúng tôi làm cả dòng bình thường và dòng dày, nhưng mà mọi người thì thường là thêm một chút tiền để lấy cái dòng dày dặn này. Nhìn thấy toát lên một tinh thần rất là ghê. Và đây là hình ảnh đang quay tại tầng 2 phía trước của khu B Đỗ Quốc Hiền với số điện thoại 0984666999. Và ở trên tầng này thì tôi còn đang bày la liệt các cái tủ áo gỗ mun hoành phi câu đối, rồi tủ chè, rồi thì ghế mun vân vân. Còn bên phía dưới kia là vẫn là tầng 2 nhưng ở phía sau cũng lại la liệt những cái sản phẩm khác. Clip này có lẽ chúng tôi sẽ xin tạm dừng ở tại đây. Trước khi dừng thì tôi lia máy lại để quý vị nhìn thêm cái các cái chi tiết xem vân nó đẹp như thế nào. Chỗ này thì nó hơi bị ngược sáng, mình quay tí nhỉ, kéo ra một chút để cho nó rõ hơn đi. Báo cáo quý vị là tôi còn chưa nói hết nữa là các chân này nó cũng rất là đồ, rất là to. Này quý vị nhìn thấy này, từ các cái chân cột đến các cái xà, các cái đố, tất cả nó toát lên một tinh thần dày dặn. Và những cái chiếc này chúng tôi mới làm được có mấy chiếc và bán ở từng nơi, tôi nhớ từng người một cho
trong đó có một khách hàng là một bác ở Quảng Ninh, rồi thì một khách hàng ở ngay xã Vân Từ của huyện Phú Xuyên, cách nhà tôi còn có 3 km thôi, rất gần nhà tôi. Một khách hàng nữa thì đâu, Bắc Ninh đấy, à hay đây nhà chị đây. Một khách hàng là ở chỗ cầu Đa Phúc ở Bắc Ninh. Đại ý như thế, tôi nhớ mang máng là có 3 người. Và bây giờ chiếc này coi như chiếc thứ tư. Chiếc này thì cho đến giờ phút này thì vẫn chưa chính thức là giao cho bác Phú Đô. Nhưng mà đây là bác Phú Đô có gọi điện yêu cầu tôi. Và cái chiếc này được đặt là mã 110517. Sau này quý vị có thể hỏi thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm. Thì quý vị có gì cứ hỏi đặt là mã 110517. Tôi xin nhắc lại là chiều dài của chiếc này là dài 2m17. Quý vị nhìn thấy 4 viên gạch đây. Là 1, 2, 3, 4, 6, 24. Cái này 2m17. Và quên còn một chi tiết nữa là cái phần mành này chúng tôi đã đục rất là điệu đà. Cả cái tủ này thì kệ này đa số là trơn tru, nhưng mà đục một chút cái mành có mai điểu và những bông hoa hồng rất điệu luôn. Như vậy là chơi vân gỗ là chính, tuy nhiên là những cái nơi thì đỏ có điểm xuyết một chút cái nét đục chạm. Và nếu từ từ quan sát cái vân gỗ của cái mặt tiền, những cái này thì trông mê vô cùng. Và chỉ duy nhất gỗ mun mới có cái sắc xanh đen như thế này mà thôi. Tôi xin nhắc lại là đây là gỗ mun Angola. Còn nếu mun ta thì cái này nó nhiều tiền lắm, mà không thể làm nổi với cái sự dày dặn như thế này. Tôi xin cảm ơn quý vị và xin quý vị ấn nút đăng ký để hàng ngày luôn luôn nhận được các cái cập nhật mới về những cái sản phẩm cũng như là các cái hoạt động của Đồ Gỗ Đức Hiền chúng tôi. Xin quý vị liên lạc với kỹ sư theo số, gọi điện cho tôi theo số 0984666999. Và báo cáo quý vị là rất nhiều khách hàng phàn nàn là không thể gọi được số này, lúc nào cũng thấy máy bận. Thật là xin lỗi quý khách, là đúng là mỗi một ngày hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến, và trong khi tôi đang trao đổi dở với khách hàng thì tôi không thể nhận được cuộc điện thoại tiếp theo. Cho nên xin quý vị để lại lời nhắn, hoặc là quý vị có thể nhắn tin vào Viber hoặc Zalo với số 0967666111. Chúng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một của quý vị. Hoặc quý vị nhắn tin qua Facebook bằng số 0984666999. Chúng tôi còn một kênh tiếp nhận thông tin nữa là email là đogodukhien@gmail.com. Rất cảm ơn quý vị đã hợp tác với chúng tôi.